Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự qua phần kết nối cùng MC Thu Hà ngay sau đây. Kính thưa quý vị, sở hữu một căn hộ ven sông với không gian sống xanh và tiện ích hiện đại chuẩn resort là ước mơ và cũng là sự lựa chọn của khá nhiều gia đình trẻ hiện nay. Vì vậy, trong chương trình Nhịp Sống Trẻ kỳ này, Thu Hà sẽ được giới thiệu đến quý vị một dự án căn hộ sẽ giúp hiện thực hóa ước mơ về một nơi an cư lý tưởng dành cho các gia đình trẻ tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Thu Hà trải nghiệm để khám phá được sự khác biệt của dự án căn hộ này nha. Dự án Khải Hoàn Prem là khu căn hộ do tập đoàn Khải Hoàn Land phát triển với quy mô gần 2 hectare, trong đó mật độ xây dựng 3 khối căn hộ chỉ 21%, khối clubhouse đa năng chiếm 5% và 74% còn lại là mảng xanh và các tiện ích chuẩn resort như hồ bơi muối khoáng, công viên dạo bộ ven sông, khu BBQ Riverside, quán trưng ánh sáng, khu phố thương mại. Đặc biệt hơn, dự án còn có vị trí đắc địa ngay tại mặt tiền đường Lê Văn Lương thuộc Nhà Bè, cách trục đường chính Nguyễn Hữu Thọ chỉ khoảng 3 km, liên kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Từ dự án Khải Hoàn Prem có thể nhanh chóng kết nối đến các khu vực lân cận và trung tâm thành phố trong vòng 20 phút. Thưa quý vị, sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực huyện Nhà Bè và thừa hưởng một không gian sống xanh sẵn có từ thiên nhiên nguyên bản, mà Khải Hoàn Prem hội tụ đầy đủ những yếu tố để phát triển cuộc sống, hướng đến một cuộc sống trang hòa cùng thiên nhiên và tối ưu hóa phong cách sống xanh theo chuẩn resort. Và ngày hôm nay, tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ cùng với anh Võ Minh Trí, đại diện từ Khải Hoàn Land, để hiểu rõ hơn về dự án này nha. Trước hết, tôi cũng xin được cảm ơn anh Trí ngày hôm nay đã cùng nhận lời mời để tham dự buổi trò chuyện cùng chương trình ạ. Chào Thu Hà và chào quý vị khán giả. Dạ, anh Trí thân mến, Thu Hà được biết thì Khải Hoàn Prem là một trong số ít những dự án tại khu vực huyện Nhà Bè sở hữu vị trí đắc địa và nhiều tiện ích vượt trội, đặc biệt là chú trọng đến không gian sống xanh chuẩn resort. Thì nhân dịp buổi trò chuyện ngày hôm nay, Thu Hà cũng xin được mời anh Trí có thể chia sẻ cùng Thu Hà cũng như là cùng với quý vị khán giả rõ hơn về tiện ích của dự án lần này không ạ? Cũng như Thu Hà được biết là người Việt Nam chúng ta thường có nguyên lý chọn nhà là nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Thì cận thị được hiểu như là một khu đô thị với đầy đủ những tiện ích và dịch vụ. Cận giang được hiểu như là môi trường sống xanh, sạch. Và cận lộ được hiểu như là một cái vị trí gần trung tâm với giao thông thuận tiện. Ai cũng mong muốn mình sẽ được sống ở một ngôi nhà gần vị trí trung tâm để mình thuận tiện cho việc giao thông, thuận tiện cho việc đi lại của mình và môi trường sống xanh của mình hơn, để đảm bảo cho sức khỏe cũng như về mặt thể chất và tinh thần. Thì đối với dự án Khải Hoàn Prem hiện tại của mình thì đáp ứng đầy đủ những yếu tố nói trên, nằm ngay vị trí trung tâm của khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh với giao thông hạ tầng rất là phát triển và hệ thống sông ngòi rất là mát mẻ quanh năm. Dạ, và bên cạnh cái yếu tố là với hệ thống giao thông thuận tiện như vậy thì Thu Hà cũng muốn được mời anh Trí chia sẻ rõ hơn về những cái tiện ích có tại dự án lần này. Đối với tiện ích của dự án thì mình đáp ứng đầy đủ cho cả ba thế hệ luôn, như là trẻ em, người trưởng thành và cả người lớn tuổi. Thì dự án của mình sẽ có như là phòng gym, hồ bơi muối khoáng, và mình sẽ có thêm những tiện ích cho trẻ em như là khu vui chơi trẻ em, để cho trẻ em phát triển về mặt thể chất, cho trẻ em rất là tốt cho trẻ em luôn. Và có một cái yếu tố là Thu Hà thường thường thấy nha, là đối với các dự án của căn hộ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần là sẽ không có tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc là nuôi thú cưng. Thì không biết là ở dự án của mình như thế nào anh ha? Dự án của mình rất là đặc biệt luôn nha Thu Hà. Bên mình sẽ có một cái khu vui chơi cho thú cưng và mình sẽ có một công viên dành riêng cho thú cưng luôn. Thì đó là một cái điều đặc biệt nhất tại dự án Khải Hoàn Prem. Và Thu Hà tin chắc là với những cái tiện ích hiện đại như vậy thì không những là thu hút được sự quan tâm cũng như đầu tư đến từ những khách hàng là người Việt Nam, mà đồng thời còn là những khách hàng ngoài nước đúng không ạ? Đúng rồi Thu Hà ơi. Trong cái giai đoạn mà bên anh đang phát triển dự án thì không chỉ là người Việt Nam mà còn có những khách hàng đến từ Hàn Quốc và Đài Loan. Họ không chỉ quan tâm về dự án của mình mà họ còn giới thiệu cho những người bạn bè và người thân của họ. Thì có thể nói đây là một cái mấu chốt rất là hay để cho các khách hàng khác biết được dự án của mình đang rất là tiềm năng và cũng như là thu hút những cái người nước ngoài đến và tìm hiểu dự án của mình. Dạ, Thu Hà cũng xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết đến từ anh Trí ạ. Thưa quý vị, và hiện nay thì dự án của căn hộ Khải Hoàn Prem cũng đã có căn hộ mẫu được quý vị có thể tham quan trải nghiệm rồi. Và ngay bây giờ Thu Hà xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cùng với Thu Hà trải nghiệm rõ hơn về căn hộ này nha. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ tại Khải Hoàn Prem với thiết kế linh hoạt và đa dạng, có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi gia đình
cũng như chinh phục được khách hàng ở mọi độ tuổi. Thiết kế của căn hộ tập trung vào việc tối ưu hóa không gian sống và mang lại trải nghiệm độc đáo cho cư dân, nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình đều muốn trở về để được nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Như quý vị có thể thấy thì căn hộ Khải Hoàng Prime được thiết kế theo phong cách bán cổ điển, tạo sự sang trọng với những đường nét tinh tế, hiện đại và kết hợp hài hòa cùng với thiên nhiên. Phải nói rằng là thiết kế căn hộ này tập trung vào việc tạo ra một không gian mở để có thể tối ưu hóa được diện tích sử dụng và tạo cảm giác rộng rãi hơn cho căn hộ. Thu Hà cảm thấy rằng là từ không gian sống xanh này cho đến phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp này được liên kết mở và hài hòa. Và có một điểm Thu Hà cảm thấy rất là ấn tượng ở căn hộ này, đó là các vật liệu sử dụng như là gỗ này, đá tạo cảm giác là thoải mái, ấm cúng, đồng thời là cũng tự nhiên nữa. Và sự chỉnh chu tỉ mỉ các thiết kế căn hộ còn được thể hiện qua việc lựa chọn các vật liệu từ những thương hiệu cao cấp như là thương hiệu Hafler hay là gỗ An Cường. Nắm bắt xu hướng của thời đại, Khải Hoàng Prime nổi bật với phong cách sống resort ven sông độc đáo. Mỗi căn hộ từ phòng ngủ cho đến phòng khách đều có ánh sáng, thừa hưởng trọn vẹn không gian xanh mát của nhà bè cùng nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng trọn nhu cầu của cộng đồng cư dân đô thị. Đây có lẽ là khu vực của Thu Hà cảm thấy thích nhất, bởi vì nơi đây thì cả gia đình có thể quây quần cùng với nhau và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày, hay đơn giản là nơi có thể tận hưởng được sự thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Thêm một điểm nữa mà Thu Hà cực kỳ thích ở dự án này, đó là vấn đề về an ninh. Khi mà chủ đầu tư đã trang bị cho mỗi cư dân hệ thống audio intercom và khách chỉ được vào khu căn hộ của bạn khi mà có sự cho phép của cư dân mà thôi. Và Thu Hà nghĩ rằng chủ đầu tư đã cực kỳ tâm huyết khi mà xây dựng nên dự án Khải Hoàng Prime này, không chỉ dừng lại ở việc giải quyết về nhu cầu nhà ở mà đồng thời có thể đáp ứng được những nhu cầu thực tế của cư dân nữa. Sau khi trải nghiệm các hộ mẫu thì Thu Hà tin chắc rằng đây sẽ là một dự án thu hút được các cư dân trẻ, những ai mà đang khát khao tìm kiếm một môi trường sống văn minh, nơi có thể cân bằng được giữa công việc và cuộc sống. Và đặc biệt để có thể sở hữu được căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án này thì chỉ cần trả trước 560 triệu đồng cho đến khi nhận nhà, tương đương với 20% mà thôi. Phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ. Như vậy, Thu Hà nhận thấy rằng đây không chỉ là một nơi an cư lý tưởng nữa, đồng thời còn là một cơ hội đầu tư sinh lời trong tương lai nhờ sự phát triển tại khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh và cơ sở hạ tầng tại Nhà Bè đang được thành phố chú trọng.